câu hỏi của già so quá cá thứ nhất là vì sao pháp bố thí mới đem lại kết bạn thân thiết với người khác quý vị đọc nó rõ câu hỏi nha vì sao pháp bố thí mới đem lại kết bạn thân thiết với người khác trong kinh không hề nói như vậy Uh, khi mà quý vị đặt câu hỏi đó uh, nên nên uh, tìm đọc lại chánh kinh uh, chứ còn cái kiểu mình nhớ đó. hoặc là mình đọc sách báo ở đâu đó thì uh, nó có thể sai lầm rồi dẫn đến cái chuyện mình hiểu lầm uh, có những cái bài kinh có những bài kinh mà sư đọc đi đọc lại cả tháng trời nhiều tháng trời uh, sư không thấy vấn đề nhưng mà cho đến một hôm nào đó sư đọc lại bài kinh đó sư thấy một cái vấn đề nằm trong chính bài kinh đó hồi xưa cũng thấy chứ không phải không thấy mắt đâu có việc đó mắt đâu phải mù đâu không thấy nhưng mà mình không nhận ra tự nhiên hôm, một hôm đẹp trời nào đó cái mình đủ nhân đủ duyên cái mình nhận ra ý nghĩa và cái, cái 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 đoạn cái đoạn kinh đó cho nên đó, đọc kinh đó, tránh đọc lướt. đọc một lần hai lần chưa chắc là mình đã thấy được cái mà kinh muốn miêu tả đâu ừ. à, thành ra vị này à, đọc kinh mà đọc nó cái kiểu mà bị sót đó. À. Đâu rồi mở cái bản kinh là có cá uhm. à, đây là bản dịch của ngài Minh Châu. Ngày ngày dịch mà cái bản dịch của ngài xài được nha chứ không phải là mình cái kiểu mình riết là mình coi thường ngài mình không có xài bản dịch của ngài. Bản dịch của ngài xài được nha. Bố thí kết bạn hữu đời này qua đời khác. thì ở trong văn bản Bali cũng vậy thôi tức là sự bố thí đưa đến cái việc là chúng ta có bạn hữu chứ không phải là chỉ có bố thí mới đem lại cái pháp thân thiết với người khác tức là đem lại bạn hữu quý vị thấy hai vấn đề khác nhau không à, một cái là đức Phật nói là cái việc bố thí đó, nó đưa đến cái việc là có những tình bạn thân thiết tức là có bạn hữu còn một cái là chúng ta nghĩ là chỉ có bố thí mới đem lại cái việc kết bạn hữu nó khác nhau nó giống như cái việc là đức cái việc là bà mẹ đó bà nói đứa con ăn cơm nó sẽ no bụng nhưng mà đứa con nó lại suy nghĩ là chỉ có ăn cơm mới no thôi chứ còn những thứ khác không có ví dụ như ăn bún ăn hủ tiếu rồi ăn mì ăn phở ăn bánh bao ăn uh, bánh mì thì nó không nghĩ tới chuyện đó nó không nghĩ tới chuyện đó mà khi bà má nói là bố à, là ăn cơm thì nó sẽ no thì nó chỉ hiểu là chỉ có ăn cơm mới no thôi cái vấn đề là nằm ở thứ nhỏ do cái cái sự hiểu biết của nó nó còn hạn chế Uh, nhưng mà ở đây đó thì Đức Thế Tôn ngài nói rất là rõ đó là Bố thí đem lại đem lại bạn hữu chứ Đức Thế Tôn không nói là chỉ có Bố thí mới đem lại bạn hữu nha nó có nhiều pháp khác nó cũng giúp chúng ta đem lại những bạn hữu không riêng gì pháp Bố thí nhưng mà ở đây khi mà nói về tác dụng của pháp Bố thí thì Đức Thế Tôn nói pháp Bố thí đem lại bạn hữu nha Đức Thế Tôn nói không có sai nha yeah, cái quan trọng là mình hiểu nên hiểu cho nó đúng. Hmm?